chào tất cả các bạn và bà con cô bác đang đến với một clip kinh dị. Ngày hôm nay Tâm sẽ thử thách ăn đuông dừa sống ngâm nước mắm. Đây, xin giới thiệu với bà con cô bác, đây chính là dĩa đuông dừa, gồm những con đuông dừa rất là béo bở, xinh xinh. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn cho bà con cô bác xem nha. Đây là chén nước mắm ớt, rất là ngon. Thử miếng nước mắm coi. Ngon á. Rồi, bây giờ sẽ bỏ con đuông dừa vào nước mắm cho bà con xem nha. Đầu tiên mình ăn con nhỏ thôi. Lần đầu tiên ăn đuông dừa sống thấy cũng sợ sợ nhưng mà thôi gán. Rồi, con nhỏ đầu tiên nha. Đó, nó lòi kìa. Ở đó còn lòi nữa kìa. Rồi, bây giờ ăn thử con đuông nhỏ. Thôi, bỏ luôn con đuông bự vô trước luôn đi. Bỏ vô luôn đi. Rồi. Ôi, nó lòi. Quá trời bự luôn bà con bác ơi. Đó. Không, đổ luôn cho thấm thì cho ngon. Bỏ luôn phải không? Đổ hết luôn á. Rồi, ok. Rồi, bỏ vô. Quá đã rồi con bác ơi. Đó. Đây, xin giới thiệu bà con bác chén nước mắm đuông dừa rất là ngon. Đuông dừa ớt nha bà con bác. Đã chưa? Rồi, cho cứ lấy máy cho sát đại không sao. Đó, thấy chưa? Ớt rồi, ngon lành không? Đó. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn đuông dừa cho bà con bác xem nha. Lần đầu tiên ăn. Bây giờ ăn con bự trước đi. Ghê quá, ghê quá. Nhưng mà mình ăn mình nên là cầm cái đầu, cái đít vô miệng trước. Cái đầu ở ngoài sau mình ghi, hồi nó cắn, nó táp cái lưỡi mình là mất công lắm. Bà Thiên ăn ghê quá. Nó cắn cái miệng. Ăn con nhỏ. Con nhỏ trước đi. Nhỏ nhai đầu đúng không? Ăn nhỏ rồi trời. Ngọt thiệt. Béo không? Béo. Tao đã ăn rồi. Béo béo. Đổ vào miệng mà. Rồi ăn con bự đi. Con này nó bự nhất, cái đen hụi nè. Trời ơi. Trời ơi. Ăn luôn chưa? Cầm cái miệng trước mới được. Sợ kinh dị quá. Béo không? Béo. Ăn nhắm mắt là hiểu rồi đó. Nổi da gà chân luôn rồi nè. Nổi da gà chân luôn. Ăn con nữa đi. Ăn hết luôn chứ ăn con gì đâu. Ghê quá, ăn không được. Nó mềm mềm, nó nhoi nhoi ghê lắm. Ăn con bự nha bà cô bác. Mình quên nãy ăn con, nãy là ăn để cho ăn nuốt, để sợ nuốt luôn. Bây giờ ăn mình cảm nhận review nè. Kinh dị quá. Ây da, ây da, mày chết. Con này khá là bự nha. Không dữ vậy hả? Nó cắn. Mày, không giờ ăn thiệt nè. Cắn chặt cái đầu mày luôn. Sao mà nó nhảy ghê vậy? Lần đầu tiên ăn một món ăn mà đổ hôi lỗ mũi cho. Nó béo thiệt, nó có mùi dừa, cay. Cay thì cay của ớt nhưng mà nó dai dai, nó ghê lắm. Bởi vậy món ăn ăn kinh dị quá khác. Chảy nước mắt không mũi cho.
vì sự nghiệp nha, vì sự nghiệp tương lai mình quyết định mình ăn hết nhiêu đây. Ăn một con nữa, ăn hai con muốn chết rồi, ăn thứ con thứ ba, con thứ tư luôn á. Đây con nhìn kỹ nha, đây à đó. Cầm bằng tay ăn luôn nè. Ghê quá. Ăn trời, không ăn nữa. Trời. Nói chung là cũng ăn một hai con đầu tiên thì cũng thấy ghê thiệt, nhưng mà ăn cái con thứ ba thì bắt đầu ghiền. Ghiền tiếp. Ghiền tiếp. Con nữa. Đây. Ghiền ăn tiếp thôi. Ngon, ngon. Ngon. Thôi, không ăn nữa đâu. Ghê quá. Dù vậy là không đúng mình chơi rồi. Mình dân bánh tre mà con bác. Mà ăn mấy con này nhìn nè. Nó kinh. Nó ẹo ẹo á, mọi người biết cảm giác mà khi mà đưa nó vào miệng á, nó nhúc nhích cái miệng á, ghê lắm. Thôi được rồi. Nói chung là clip này ăn 4 con 5 con được rồi, không ăn nhiều nữa. Rồi, cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Rồi, nói chung là clip này thì không có gì chia sẻ. Mong mọi người nhớ đăng ký kênh của mình, hy sinh vì nghệ thuật, hy sinh vì một cái clip hay, để có một cái clip kinh dị cho bà con xem mà con nhăn mặt. Chắc chắn mọi người xem mà chắc chắn sẽ nhăn mặt. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ghê quá mọi người ơi. Bye bye.